Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú lại trên tay cho anh em một mẫu của Rolex, và mẫu này là một mẫu hàng lướt anh em nhé, đã qua sử dụng, tình trạng còn rất mới. Thì ở đây em sẽ còn đầy đủ là hộp số thẻ tác, cùng với đó là một đồng hồ. Thì hai cái tác này em đã để trong cái túi zip rồi, còn ba tác đi kèm, cùng với đó là một quyển sổ to cùng một quyển sổ nhỏ của Rolex và một cái thẻ. Chiếc này của em sẽ có mã là 116233 với 116 để anh em có thể biết là nó là đời sau, và 233 tức là size 36mm và đề mi vàng yellow gold. Chúng ta sẽ có số seri ở đây P046697. Mặt sau thì anh em sẽ thấy được là dấu đại lý mua này và date mua ở đây 8/11/2017, tức là em này sẽ được bảo hành đến 8/11/2022. Và bên em cũng sẽ bảo hành shop cho anh em 35, và em nhận quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu trong 6 tháng đầu tiên. Riêng Rolex em để trừ 10% thôi. Ok, thì em sẽ cùng đến với chiếc đồng hồ này. Một chiếc đồng hồ Rolex đế chốt với cái màu mặt vàng, tia vàng màu champagne. Thì cái mặt này là một cái màu mặt được rất nhiều anh em đeo, và nó rất là được ưa chuộng. Cái mặt vàng này thì nó sẽ mang đến cho anh em cái vẻ rất là sang, cùng với đó là đề mi vàng yellow gold, nó bắt sáng cực kỳ tốt. Chiếc này là một chiếc đã qua sử dụng, thì anh em nhìn tổng quan chiếc đồng hồ này còn cực kỳ mới nhá. Đó, anh em nhìn thân này, thân còn rất mới và led hai bên thân, cũng như bộ dây còn rất là sáng. Đó, anh em có thể thấy được tình trạng chiếc đồng hồ này. Phần liềng anh em thấy sẽ có những cái vết xước răm nhỏ, còn lại thì không bị cật móp, cũng như là cái độ sắc nét của bộ cái chiếc liềng này còn rất là ngon. Mặt số thì anh em sẽ thấy được chúng ta sẽ có các cọc số đến kim cương tự nhiên ở trên mặt số này, và Rolex lựa chọn kim cương rất là to và sáng, nên là cái mặt số này bắt sáng cực kỳ tốt. Cùng với đó là bộ kim vàng khối 18K, đồng chữ Rolex này, Oyster Perpetual và dòng đế chốt. Bên dưới thì chúng ta sẽ có độ có dòng chữ chứng nhận cho bộ máy là Superlative Chronometer, dòng chữ Swiss bên dưới này. Xung quanh liềng anh em thấy được là chạy chữ vòng quanh xung quanh liềng, một cái logo chính giữa ở góc 12 giờ đây, anh em có thể thấy số seri ở góc 6 giờ. Đó, mặt kính sapphire nguyên khối anh em nhé. Và mặt kính này có một phần lúp ở góc 3 giờ đây để giúp anh em xem chức năng một cách dễ dàng. Trên này ba kim một lịch thì anh em cứ rút mở lúm rút ra là chỉnh chức năng thôi, và khi anh em đóng lại thì cái lúm này nó sẽ ôm sát vào đồng hồ, và anh em sẽ có là 100m chống nước, anh em rửa tay đi mưa nhỏ khá là thoải mái. Thân vỏ chiếc đồng hồ này sẽ là làm bằng thép 31 thép 904, cùng với đó là vàng 18K. Thân củ thì sẽ được đánh bóng và dây sẽ đánh phay xước. Anh em thấy được là ba chỉ ở giữa này, trên là vàng khối 18K. Khóa sẽ là khóa Jubilee. Rất nhiều anh em thích cái bộ khóa này, tại vì nó tạo lên một cảm giác rất là liền mạch, như là nó rất là ôm tay. Mặt sau dây thì anh em thấy được là ta sẽ có là các đường phay xước ở đây. Bộ máy trước này sử dụng là bộ máy 3135 anh em nhé. Bộ máy đã trải qua hàng trăm năm sử dụng rồi, nên là cái mức độ bền bỉ hoặc độ chuẩn xác của bộ máy này là cực kỳ là ngon. Thì em nói sẽ có là 31 chân kính, tần số dao động là 28.800 và thời gian tích cót là 48 tiếng, cùng với đó là độ sai số của bộ máy này sẽ là cộng trừ 2 giây một ngày. Ok, thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này. Đó, khi mà trên tay em size 36 của Rolex đế chốt thì nó khá là vừa vặn. Đời 116 thì anh em thấy được là nó sẽ làm to hơn so với đời 126, nên là anh em đeo chiếc 36 này cực kỳ là thoải mái và dễ đeo cho anh em cổ tay dưới 16.5. Đó, khi mà em đóng khóa này, cái khóa nó cực kỳ đẹp luôn. Vậy thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng đã qua sử dụng, tình trạng còn rất mới và bộ dây rất là cần cứng cáp anh em nhé. Họ tính theo date 2017 và bộ dây còn cứng như này là cực kỳ ngon. Thì bên em đang bán với mức giá rất là tốt cho anh em thiện chí, đó là loanh quanh khoảng 252 triệu. Anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp shop để đến tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé.
Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin chào, gặp lại anh em.